Đây là chiếc xe mà khách hàng phản hồi với mình là họ sắp giàu với cái xe này. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm nó không còn mới nữa, nhưng nó là một trong những chiếc xe mà ngày càng hoàn thiện của Ô tô Thiện Nhân. Đơn vị duy nhất trên đất nước Việt Nam sản xuất ra xe bán hàng lưu động. Sản duy nhất nhá. Với các bạn mua được từ cái đơn vị sản xuất như mình thì các bạn sẽ mua được rẻ là cái thứ nhất. Thứ hai là trau chuốt kỹ càng. Và thứ ba là cái hệ thống đề can mình làm cho các bạn hài lòng thì thôi. Đấy. Thế đây là cái sản phẩm bán đồ ăn sáng, xôi, bánh mì, xúc xích, ABC, XYZ đầy đủ. Đây, trà đá, trà chanh đầy đủ hết này. Khi các bạn nhìn vào đây thì các bạn biết là có menu có gì. Và chúng ta sẽ gọi, nếu mình thấy cái xe này trên đường thì mình cũng sẽ xà vào để mình ăn. Điều đó là một cái đặc biệt của cái xe này. Ở đây là hệ thống đề can mà khách hàng muốn nhá. Đèn led đi được khắp mọi nơi rồi, các bạn nhìn không? Các bạn có thể bán 24/7, bán cả đêm luôn. Bên này chắc là nó có trục trặc gì đấy mà nó tắt mất. Đấy. Đấy, hệ thống đèn nó có thể tắt bật theo từng khuôn nhá, từng khu vực nhá. Các bạn muốn nó sáng ở đây nhưng mà không sáng ở đây cũng được. Đó là một trong những nét đặc biệt của bên mình. Ở đây là có bánh pate này, có khoai lắc này, đấy, đầy đủ hết, mọi thứ không có thiếu cái gì cả. Thế đây là một chiếc xe mà xe tải cao cấp nhất của Đông Ben. Nó là chiếc xe mà nói chung là xịn nhất của Đông Ben. Nó có tất cả những cái thứ tốt nhất, đẹp nhất của hãng xe Đông Ben vào cái chiếc xe này. Dung tích của cái xe này là 1,5 lít, sản sinh ra công suất là 80kW ở 5.200 vòng quay. Tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 7,2 lít trong 100 cây thôi. Và cái sản phẩm này là sản phẩm đời mới nhất, đời 2021. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đằng trước thì có cái gì ạ? Đằng trước vẫn giống như chiếc xe Đông Ben bình thường chúng ta hay gặp thôi. Đấy. Ở cái khoang đằng trước này là cái khoang chứa đồ này. Bây giờ mời các bạn lên trên thùng xe để chúng ta cùng xem. Ở đây nhé, ở đây là bình thường thiết kế cho khách hàng là có hệ thống wifi thì khách hàng có thể vào truy cập vào và truy cập internet nhé. Đây là cái hệ thống điện cắm ra nhà dân này. Đó. Hiện tại là các bạn bên mình cũng vẫn đang làm video, các bạn có thể là nhìn qua, anh em rất hào hứng về cái việc này. Ở đây là một trong những cái đặc biệt của cái sản phẩm này, đó chính là cái hệ thống điện bằng máy phát. Máy phát rất xịn sò, Hyundai hẳn hoi. Công suất của nó là 3kg, 3.000W ấy, thì nó có thể chịu được một cái tủ đông này, chịu được một cái hệ thống karaoke trên xe này, rồi rất nhiều thứ nữa. Cái xe này khách hàng sẽ setup cho bộ karaoke nhá, hai cái loa hai bên nhá, sau đó một cái TV 41 inch đặt ở trên kia và khách hàng ngồi ăn sáng hát karaoke. Đó là một trong cái độc đáo của cái sản phẩm này. Các bạn phải nghĩ khác người thì các bạn mới kiếm được tiền ở trong cái thời buổi mà ai cũng khôn như thế này. Mời các bạn lên trên này. Xe này thì là xe đã được lót sàn inox lá liễu Bali, xịn sò, dày. Và mời anh camera lên trên này, các bạn có thể nhìn này, cái hệ thống quầy ở trên này là cục hệ thống quầy bằng inox nhá, inox theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của bộ thực phẩm Việt Nam mình cung cấp rồi. Xin lỗi các bạn, mình nói nó chưa được chính xác lắm, sang lắm, nhưng mà các bạn biết là nó rất sạch. Đấy, ở đây có khoang chứa đồ này, đây là bếp ga này, đây là bình ga này, và trên này nó chính là cái bếp chiên, cái này là chiên dầu à, đúng không? Đây, thì anh ấy sẽ chiên xôi ở đây, chiên xôi này, chiên bánh trưng nướng này, bánh trưng rán các thứ ở trên này. Đó. Và đây là cái quầy này, các bạn anh ấy muốn bày đồ ăn vào trong này, ví dụ bánh mì xôi xiếc ở đây, bánh xúc xích ở đây, khách hàng đến thì có thể nhìn thấy vào đây và nhìn thấy luôn đồ anh ấy bán là những cái gì. Đó là những điều đặc biệt. Cái cửa này mở nhá, vì hiện tại trời đang mưa nên mình sẽ xin phép không mở. Đấy, đèn led chạy quanh hết. Ở đây có lavabo chậu rửa này. Đấy. Lavabo chậu rửa xịn sò với inox luôn. Đấy, bền, rất bền. Đấy, đằng sau trong này chúng ta sẽ nhìn có một cái thùng này là thùng chứa nước sạch này. Rồi hệ thống điện ắc quy này. Ở đây là máy bơm này. Đấy, máy bơm nhỏ gọn, máy bơm tăng áp. Rất là tốt luôn. Đây là bộ đổi nguồn. Nó nặng 7,5 kg. Các bạn cầm không khéo là cũng sái tay đấy. Đấy, rồi là hệ thống điện. Hệ thống điện cắm nhà dân thông qua cái này là cái gì? Công tơ điện. Đấy, mọi thứ đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Các bạn chỉ cần quan tâm là các bạn bán cái gì thôi. Mình sẽ thực hiện để cho các bạn bán được cái điều đó. Ok nha, thì đây là một trong những chiếc xe mà mình muốn giới thiệu trong bộ sưu tập những chiếc xe bán hàng lưu động của Ô tô Thiện Nhân. Nó rất là đẹp, nó rất là khác người. Phải làm nó khác người như thế thì nó mới kiếm ra tiền. Cái này các bạn trong tương lai sẽ thấy rất nhiều. Ok, nếu các bạn có ý tưởng gì về bán hàng, ý tưởng gì mà bán muốn ra ngoài đường và kiếm tiền, thế gọi cho mình sẽ thực hiện nó thành hiện thực. Mình sẽ làm nó thành hiện thực
theo ý tưởng của các bạn. Chỉ cần các bạn có tiền thôi. Xe này khoảng 300 triệu, chưa đến 300 triệu đâu. Full như này, đầy đủ đầy can, hết như này. Ok, nếu bạn quan tâm nó gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.